Hello, chào anh em. Hiện nay đang có cái chương trình khuyến mãi nhân dịp của Quốc khánh 2/9. Anh em nhanh tay đăng ký tài khoản đầu tiên sẽ được nhận 30k QR không giới hạn lượt rút anh em nha. Ok, vậy thì anh em đừng có tiếc gì, vào link dưới phần mô tả mình đã để ghim sẵn thông tin chi tiết dưới đó rồi. Anh em sẵn bấm và đăng ký kênh để nhận được chương trình khuyến mãi ngày Quốc khánh mùng 2/9. Ok, chào anh em nha. Hello hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái bí quyết chơi tài xỉu dành cho anh em nào tham gia chơi tài xỉu lâu rồi, hay là anh em chơi chơi cũng được vài ba tháng rồi đúng không, thì gọi là lão làng rồi nhưng mà tỷ thắng cũng chưa được ra. Thì hôm nay mình sẽ bổ túc thêm cho anh em một cái bí quyết chơi cực kỳ hiệu quả để anh em có thể là giúp tăng tỷ thắng nha. Anh em đang có tỷ lệ chiến thắng là từ 50-60, thì hôm nay mình sẽ thêm 3-4% tỷ thắng cho anh em nữa để anh em có thể là tự tin là một ngày có thể chốt gọi là liên tục như chốt đơn như nha. Ok, thì đây là một cái chiến thuật đấy giúp anh em người chơi có thể là được nhiều tiền trong các bán cược đúng không. Ví dụ nếu anh em phang vốn vào một cửa xỉu đi, hay là bắt một con xí ngầu, ví dụ là anh em hay soi là được xí ngầu đúng không, hay là chạy ví dụ như là xí ngầu 8 này đấy, thì anh em bắt một con 8 phép nữa đúng không, thế anh em phải quan sát là con 8 trước là nó thuộc dạng gì. Ví dụ như là 8 nó chạy 8 nó chạy ví dụ như là con trước này con 8 10 này và 8 ví dụ, thì anh em tính bắt thêm con 8 nữa đúng không, thì nó có phù hợp không? Không nha. Trong cái trường hợp của cầu lọc ở đây thì nó phải là một con xỉu 10 thì nó mới hợp lý, chứ thực ra con 8 ở đây thì nó không bao giờ có, trừ khi là 8 và 10 thì còn có thể là 8 kết được đúng không. Thì còn nếu như 8 10 8 8 không bao giờ xảy ra đúng không, cái điểm 8 rất là nhạy cảm đúng không, 8 nên làm như thế cái tỷ lệ cá biệt rất là khó được luôn 8 phép ở sau hai cái điểm tài và điểm xỉu ở đây thì rất là khó, nên là vì thế nên lưu ý chỗ 8 cho mình. Ok, thì tiếp tục ví dụ như làm con xỉu 10 đi, thì 10 nó có lên con tài 10 mới hay không là do con 10 có thể là tổng chiếu ví dụ như là tài là nó là 27 thì xỉu đang là 23 thì cái tỷ lệ nó lên tài rất là khó, tức là điểm chỉ thiếu ở những đặc ngược đúng không, thì con 10 này thì anh em có thể là bắt thêm cho mình đó chính là một con xỉu 9 hoặc là một con 10 kép vừa cũng sai đúng không. Đó, đến là một cái điểm cần lưu ý khi mà mình chơi cho mình. Cách thực hiện rất đơn giản thôi, anh em cần lưu ý là khi mà anh em thực hiện thì anh em phải kèm theo cách đi vốn hay nữa, chứ không phải là anh em bắt hay mà đi vốn trả ra gì thì thành ra là cũng trả lời lãi bao nhiêu. Ví dụ anh em có vốn là 10 củ đi, theo cái vốn là bình dân hiện nay thì anh em sẽ đi là tầm ví dụ 5 tay thì phải cân đối là 2 mét một tay, mỗi tay là 2 mét là ok đó. Hoặc là 3 mét là tối thiểu nhất, đừng có thể to quá. Nếu như mà tứ kết thì em có thể là đi 50% vốn là được, gọi là 5 củ lại thôi, đấy gọi là cái mức to nhất có thể thôi nhá, chứ đừng có đi à tất tay này hay là all in này đấy, bỏ qua cái suy nghĩ đi đúng không. Bởi vì là anh em mình chơi vài tháng rồi, lão làng rồi mà vẫn còn là all in tất tay về cái bộ tài xỉu này thì đúng là anh em thất bại là cũng đáng thôi. Nên là vì thế đối với cái lựa chọn này thì với cái lựa chọn mà anh em chơi môn tài xỉu rồi ấy, thì tốt nhất là anh em nên là đi một cách là chuẩn xác ấy. Hoặc là anh em bắt cầu là đủ cái điểm phiên chính ngầu nó phải rõ này. Thế thì cũng chia sẻ thêm cho anh em một cái điểm phiên mà nó dễ có hay gặp phải, đó là một con xỉu 9 luôn, nó là một cái giao thoa giữa là 9 hay là lên con tài 12 hay là thực dạng là cầu chạy được 1 12 là xuống con xỉu 7 này, 7 lên tài 13 này. Trong trường hợp 7 13 này rất là khó, thì 7 có thể nó nằm ở đây là một con xỉu 10 hoặc là một con xỉu 8 9 đúng không, sẽ gãy con xỉu 7 rồi vì là
12 xuống 7 thì tỷ lệ nó vậy vậy về sự nghiệp cao, nếu cái đồng chí nó còn thiếu hơn nữa, được chưa? Còn nếu như mà nó đang thừa rồi, tức là sao? Tức là tài à, chỉ có thừa thì tài mà thiếu thì 7 này có thể chậm lên tầng 13 được. Sau đó 13 thì sẽ gãy về 11 thì nó sẽ chậm biệt ở đây, nó sẽ hồi về tài, đúng không? Nhưng mà không, nếu trong trường hợp này chỉ có thiếu thì 7 và 10 có thể là 7 kép 10 luôn cũng có thể là này. Đấy là một trong những dạng để nhận giảm được. Không, không chỉ là cùng một nữa đâu, trong cái cầu biệt nó cũng như vậy. Nếu đang biệt 6, 7, 8, 7 và 10 thì chỉ thiếu thì nó có là kép 10 sau đó là mới dễ được nhận tài. Nó là cái thuật toán của game, nó là trình sẵn của game rồi, lúc nào nó chạy nó chỉ nguyên như thế thôi. Đó. Trong cái tháng này thì tất cả các môn tài xỉu online hiện nay thì anh em có thể là để ý kỹ cho mình, để kỹ cho mình những cái điểm viên quen thuộc của game, những cái điểm xí ngầu, đúng không? Anh em mà nắm phải, nắm mắt đúng cái điểm mà anh em học phải đấy, mà nó hay xảy ra ấy, thì kiểu gì anh em chơi nó cũng là cực kỳ là chuẩn anh em ơi. Chứ đừng mà tự nhiên là trong cái tháng này mà ví dụ tháng 8 hay là tháng 7 này nó hay là lên tài, đúng không? Nó hay lên tài thì anh em lại cứ đi là 7 thì bắt về xỉu thì thành ra là trở là sai, đúng không? Trở là sai. Thế thì nếu như mà xu hướng của nó trong tháng này những cái điểm phiên thì em phải cần quan sát, đúng không? Mình chơi cả tháng trời mình phải là có thể là anh em nào chỉ điều kém như thế là nóc ra điện thoại này hoặc là ra giấy này, đúng không? Những cái điểm mà nó hay lên, cái điểm mà nó hay xuống đó, để mình lưu ý, đúng không? Mình cái đầu mình nói chung là mình không thể nhớ được công việc ở ngoài nữa, đúng không? Mình không nhớ được thì mình có thể ghi ra ngoài, đúng không? Mình có điều kiện tội gì không bị nhiều ông là muốn tỷ lệ thắng cao nhưng mà rất chi là lười, người nói chung là hoạt động gọi là ghi nhớ để ra được những cái bảng như này. Tại vì sao mình thắng lớn được và tại sao mình đứng ở trước bảng này mình chia sẻ được anh em, đó là một cái thói quen của bản thân mình tạo ra được, là mình chơi mình bắt đầu như thế nào, mình ghi ra đây cho nhớ chưa, và mình tính toán kỹ càng ra thì mình có thể là phân tích được là cái phiên tiếp theo đó là gì này, cách đi vốn hiệu quả này, tỷ lệ thắng kiểu cao này, đúng không? Khi mà mình chơi vào thì anh em mới hiểu rõ được là cái tầm quan trọng khi mà mình phân tích đó rồi. Mình là người chơi lâu rồi chứ không phải là mình là người chơi mới chơi thì mình là người mới chơi mình có thể là bắt qua loa mình nhìn cái cầu nào mình bắt cầu đấy đó thì được, đúng không? Nhưng mà mình là người chơi lâu rồi kỳ cựu rồi lão làm rồi thì tỷ lệ thắng chưa cao thì mình phải tìm hiểu là tại sao ở chỗ nào mà mình còn tiền thắng chưa cao là ở đâu, đúng không? Mình lỗi ở đâu, mình sai chỗ nào đấy, thì mình cũng cần phải phân tích các giới ra bảng ra đây để hiểu rõ được là mình sai ở đây hay là mình còn lỗi và đi vốn kém thì mình phân tích ra đây là mình phải đi vốn như thế nào để tạo thói quen bản thân mình phải sửa sai đi chứ, đúng không? Chứ mình càng chơi lão làng rồi mà mình càng thua thì đó là do bản thân mình nhá. Ok thì trong video này mình sẽ kết thúc ở đây và anh em cứ tham khảo cái bí quyết chơi tài xỉu không thua dành cho anh em là chơi lão làng như thế này để anh em tham khảo nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, chào tất cả anh em và ba người nhá.